Ba lô quân đội dung tích lớn lên đến từ 50 đến 80 lít. Với nội thất rộng rãi, chiếc ba lô này có thể chứa tất cả những vật dụng cần thiết khi đi bộ đường dài của bạn. Thiết kế ngụy trang quân sự, chiếc ba lô này hòa hợp với môi trường tự nhiên, khiến nó trở nên hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời. Hệ thống đai đệm khí mang lại sự thoải mái và hỗ trợ trong những chuyến đi bộ đường dài. Chất liệu lót nan lăn bền chắc đảm bảo đồ đạc của bạn được an toàn và chắc chắn khi bạn di chuyển. Được làm từ chất liệu vải Oxford 600D chất lượng cao, bền, chống mài mòn và chống rách. Chiếc ba lô chiến thuật quân sự này được chế tạo để chịu được sự khắc nghiệt của những chuyến phiêu lưu ngoài trời. Được trang bị hệ thống MAN, chiếc ba lô ngụy trang quân đội này cung cấp thêm các điểm gắn để mở rộng khả năng chuyên chở của nó. Nó cho phép tùy chỉnh và sắp xếp thiết bị của bạn một cách thuận tiện, giúp chuyến đi của bạn hiệu quả hơn. Sản phẩm được bán rất chạy trên Elixir JC. Xem thêm chi tiết sản phẩm trên website.